Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đã đến với cái series gọi là bao giờ tôi có uống UR bên xe về chung của mình. Đấy thì hôm nay là ngày thứ 3 rồi anh em ơi, đã là ngày thứ 3 thực hiện cái series này rồi. Thì không biết là ngày hôm nay thì có may mắn như ngày hôm qua và ngày số 1 và ngày số 2 không. Đấy, về lực chiến bắt đầu ngày hôm nay thì là lực chiến là 59.000 anh em nhé. Đấy, lực chiến 59.700 người. Thì phần quà đăng nhập của đầu ngày đó là ngày thứ 3, đó là 10 vé cao. Tí nữa sẽ vào roll vé để xem là có được cái gì nó hấp dẫn hay không anh em nhé, và xem ngày hôm nay là có tiến triển gì không đấy, so với ngày hôm qua hay không. Chứ còn là nếu mà ngày mình cũng vừa mới up cái video là về cái series này ở bên server Việt Nam, thì hôm nay là ngày thứ 2 bên server Việt Nam thì mình khá là may mắn luôn. Nếu mà so với đội hình của bên server chung này thì đã khá hơn rất là nhiều rồi, với Wano Zoro 7 sao và con tướng là Senoku 6 sao và kết hợp là con tướng là Jinbei 6 sao anh em nhé. Bây giờ thì cùng vào chiêu bộ vé free đã. Đấy, xong tí nữa để còn kiếm thêm ít vé nữa để quay 20-30 vé cho nó nhiều để xem có may mắn gì hay không. Đấy, bây giờ thì nhận cái phần quà treo máy hiện nay là đấy, như vậy là Never đã nail lên đến Never 37 rồi. Và cái ngày thứ 3 này thì anh em mình vẫn cứ tiến hành là mua full hết cái sử dụng full kim cương để mua cái khiêu chiến nhanh anh em nhé. Đấy, vẫn sử dụng full kim cương để nhanh chóng cày cấp Never. Bước đầu tiên là phải cái Never 50 đó để bỏ qua một số cái nhiệm vụ đó. Đấy anh em ơi, những cái quest 4 sao, 5 sao, 6 sao thì anh em ưu tiên những cái quest mà có vé, có kim cương đấy, hoặc là có đá tiến cấp, có đá gọi là cái đá thủy tinh thể nha anh em nhé. Đấy, hoặc là đối với mình thì nông dân thì thật ra là mình có những lúc là sử dụng cả những cái quest 3 với 60 kim cương và với 4 cái thẻ cái vé khiêu chiến arena, câu đấu trường arena anh em ạ. Thì VIP không ở bên server chung và cũng như ở bên server Việt Nam thì không thể bỏ qua được cái trận đấu được, nên là do là vậy là nó cái thời gian cày nó cũng sẽ là khá là tốn thời gian hơn một chút so với bên server so với những người chơi là nạp VIP 1 trở lên anh em ạ. Đấy, thì hạm đội thì hiện nay là ngày thứ 3 thì mình vẫn được tham gia một cái hạm đội của các bạn bên server chung, và ở bên server này thì cũng có một số bạn Việt Nam mình ở trong cái group của mình anh em đang chơi. Đấy, đây là đối với cái shop chợ này anh em nhé, thì vẫn là như thế. Đấy, anh em sử dụng Belly đấy, để anh em mua thẻ khiêu chiến này, rồi thẻ chiêu mộ này, rồi đá tiến cấp anh em nhé. Đấy, những cái gì mà anh em cảm thấy nó hợp lý và theo mình thì anh em nên tiết kiệm kim cương đấy để sử dụng mua những cái nó hợp lý thôi. Đấy, mình bởi vì bên server chung này đấy, có khi là chỉ ngày mai đấy, ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày đăng nhập thôi là mở cái chiêu mộ như ý thôi anh em ạ. Phần quà của chiêu mộ như ý thì nó sẽ khá khẩm hơn là so với phần quà của cái chiêu mộ cao, nên là anh em cố gắng tiết kiệm kim cương nhé, đặc biệt bên server chung ấy. Đấy, và tuần này thì ở bên server chung thì chiều nay mới chính thức update thì nó sẽ cho chiêu mộ cái con tướng ngoài con tướng UR là Big Mom, thì bây giờ nó đã ra mãi mãi ở trong cái chiêu mộ như ý rồi, thì nó tuần này nó ra thêm con tướng là Bartolomeo anh em nhé. Bartolomeo là một con tanh cũng rất là cứng và rất là trâu bò luôn, mặc dù cái độ trẻ trâu của nó thì là cũng là trẻ trâu nhất của cái con game này rồi, nhưng mà tuy nhiên là về cái tanh của nó ấy, thì rất là cứng luôn. Mình lại đang phân vân giữa con đó, mai nó ra con đó ở cái server kia ấy, thì để mình kiểm tra xem là nó có đưa vào trong cái dương tự chọn tướng UR hay không, chứ nếu mà nó đưa vào là lại đang phân vân là có thể là quay nâng em nó lên 10 sao hay là nâng con tướng là Akainu lên 10 sao anh em ạ. Đấy, rất là đang phân vân như vậy. Đấy, như vậy là quay cái vé đầu tiên, quay cái su vòng quay cao cấp đầu tiên thì được một cái trang bị đỏ 1 sao anh em ạ, trang bị đỏ 2 sao, và phát thứ hai thì được một cái đá thủy tinh thể anh em ạ, cũng khá là may mắn rồi. Chứ còn mình thấy mình quay ở bên server Âu thì đen lắm anh em ạ, quay rất là nhiều rồi nhưng mà không được. Ngày hôm nay bên server Âu còn đổi 1.000 cái sách đổi tướng mà cứ lặp đi lặp lại con tướng Moria với cả con tướng Crocodile, đúng 1.000 sách, tức là đổi 10 lần mà không ra được một con tướng nào khác anh em ạ, cứ hai con đó đổi cho nhau thôi. Đấy, rất là chán luôn. Đây, hiện nay Wano Zoro thì mình đã nâng được lên đến level 106 nhá, và Kuzan thì mình nâng đến level 100. Đấy, về đội hình thì thêm Enen này, thêm Usopp và kết hợp là thêm Chopper. Anh em có thể để ý và đối chiếu so sánh với ngày 2. Đây là ngày 3 rồi nhá. Đây là ngày 3 bên server Âu ở chung rồi. Đấy, đối chiếu với ngày 2 bên server Việt Nam thì chắc chắn là ngày 2 bên server Việt Nam thì sẽ ngon hơn. Bởi vì là bên server Việt Nam thì ngày hôm qua các update bảo trì ấy, thì là nguyên cái quà bảo trì là đã được 30 vé cao rồi, và kết hợp nữa là cái phần quà livestream của Nami ấy, thì cũng hình như là nếu mình nhớ không nhầm là cũng được
30 hay 40 anh em nhỉ. Cái vé cao nữa. Đấy, cái vé cao nữa thì quay là nó sẽ được là tài nguyên là khá là nhiều. Đấy, thì hiện nay đến bây giờ thì để cày thì anh em cày ở bên server Việt Nam thì sẽ là được nhiều phần quà và sẽ là ngon hơn. Đấy, còn anh em nào muốn trải nghiệm bên server chung ấy để quan sát và cập nhật update những cái con tướng mới nhất. Đấy, để có thể kiếm được những tướng UR sớm nhất thì bên server chung thì vẫn là kiếm tướng UR là sớm nhất được, bởi vì sau khi anh em chơi khoảng 20 ngày thì nó sẽ mở các cái sự kiện như quyết chiến thượng đỉnh này, đấu trường arena thế giới là cái nơi để anh em có thể kiếm được cái dương tướng UR. Chứ hiện nay bên server Việt Nam thì chưa có cái dương tướng UR để anh em có thể kiếm được, mà anh em chỉ không có cách nào khác là chỉ có trong cái chiêu mộ bot tinh anh thôi, cái bot tinh anh để anh em đổi 50 mảnh và kết hợp anh em tích vé và anh em nạp để anh em chơi thôi. Thế còn đông dân thì cũng khá là khó khăn để kiếm. Mình thì hiện nay thì mình ưu tiên là nâng cái kỹ năng hạm, bởi vì những cái con boss đầu này này thì cái lượng su hạm đội ấy, nó cho thì nó cũng không nhiều cho lắm, nên là mình ưu tiên là nâng cái kỹ năng hạm lên trước, chứ mình chưa nâng cái mình chưa tích lại để mình đổi cái trang bị đỏ 3 sao anh em ạ. Cái trang bị đỏ 3 sao thì nó cũng rất là ngon luôn, nhưng tuy nhiên là để mà tích từ đầu thì nó cũng rất là lâu. Đấy, khi mà đến những cái con boss cao ấy thì mỗi một con boss có thể anh em kiếm về 6-7 nghìn điểm, thì lúc đấy ba con boss anh em sẽ có một cái trang bị rồi thì tích nó dễ hơn. Đấy, khi mở đại trình này anh em ơi, đấy thì nó mở cái phần quà tháng đấy, đại trình, nên là nhận được rất là nhiều phần quà luôn anh em nhé. Thì anh em cố gắng là đi hết cái đại trình. Đấy, thuyền dâu đen thì hôm nay là nâng đến level 47 đấy, level 47 và cái cấp là cấp 4 rồi. Cái khiêu chiến nhanh thì anh em vẫn cứ mua full hết khiêu chiến nhanh anh em nhé. Đấy, vẫn mua full hết khiêu chiến nhanh. Đấy, còn đây là cái phần quà là đăng nhập của 7 ngày đầu tuần anh em ạ. 7 ngày tân thủ. Mục tiêu ngày hôm nay thì cố gắng là nâng cao nhất thôi. Nâng cao nhất xem Wano Zoro có lên được 7 sao hay không thôi. Nâng Wano Zoro được lên được 7 sao là tốt. Đấy, và kiếm các con tướng khác để up vào cái đội hình chính của mình. Đây có hai xu thì cũng vào quay thử cái độ may mắn xem như nào. Nhưng tóm lại là ngày 1 thì có thể may mắn, ngày 2 có thể may mắn, nhưng mà sang ngày 3 là mình thấy là cũng bắt đầu là không giòn rồi, đúng không? Như anh em bảo bắt chen bây giờ là có giòn hay không thì bây giờ là không giòn rồi. Bây giờ cày là chính thức là không giòn rồi anh em ạ. Bây giờ reset này. Đấy, reset kể cả tướng 4 sao thì cũng lấy anh em ạ. 4 sao bây giờ thì cũng khá là cần thiết đấy, để nâng các con tướng. Rồi đây, ok anh em ơi, được 2 xu này. Đấy, được 2 xu. Mình sẽ lấy luôn xong để mình đi quay luôn anh em ạ. Cái gì thì cái, chứ cái này thì cứ phải là nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Đây nó đang có Marco rất là ngon luôn. Không được rồi anh em ơi, rồi tiếp tục lại không được rồi. Như vậy là 2 xu của mình đã đi rồi. Nhiều khi là nóng vội thì cũng sẽ không thành công và không đạt được cái nguyện vọng luôn anh ạ. Có những lúc chỉ vô tình thôi, vô tình ấn vào thì lại được con ngon. Đấy, mình đang hiện nay mình đang bắt đầu leo tháp lại. Đấy, bởi vì cái hôm ngày 1, ngày 2 thì mới leo được tầng 8, tầng 9 thôi anh em ạ. Rồi nhận cái phần quà của những cái con tướng mới đăng nhập đã, sau đó sẽ tiến hành quay vé anh em nhé. Đầu tiên mình sẽ quay cái vé thường trước, 10 vé thường trước, 10 vé thường tím rồi, được một chopper 4 sao này anh em ơi. Rồi tiếp tục một vé tình bạn này. Đấy, còn cái vé cao kia thì cứ phải từ từ đã, để kiếm thêm, mình kiếm cố gắng muốn kiếm đến 20 vé xong mình mới quay anh em ạ. Đấy, đội hình này là đủ nâng phút nâng Wano Zoro lên 7 sao rồi anh em ạ, nhưng mình vẫn đang tiếc cái con Enen và mình đang tiếc con tướng Chopper anh em nhé. Nên là mình muốn cố gắng muốn kiếm thêm 1-2 phút nữa. Rồi như vậy một đá thủy tinh thể là không kiếm được con tướng 5 sao rồi. Đấy, mình muốn giữ Chopper. Đấy, mình mục đích của mình là muốn giữ Chopper để lấy một con tướng búp. Đấy, hiện nay thì phút là đang có 5 con, nhưng mà Enen thì sẽ để chơi. Đấy, Thất Vũ Hải thì hiện nay được có 2 con thôi. Như vậy là ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ không nâng được cái con nào nên thêm lên đến 6 sao nữa rồi, là chỉ có 2 con tướng thôi. Ngày thứ 3 vẫn tiếp tục là chỉ có 2 con tướng, một Wano Zoro là 6 sao và một Kuzan 6 sao thôi. Bây giờ đổi thử này. Rồi như vậy là ra Crocodile anh em ơi. Đấy, giá kể mà ra Mihawk thì cho Mihawk vào chơi thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Đấy, nhưng mà lại không ra Mihawk anh em ạ. Ví dụ ra Mihawk hoặc là ra Bo Hancock thì cũng được ấy. Cũng khá là ngon, những cái con tướng đó thì đều sử dụng được.
Bây giờ thì cứ song song để làm nhiệm vụ thôi, anh em cứ túc tắc song song và hoàn thành nhiệm vụ thôi. Bởi vì con game này nó là theo các map, theo các ải và theo các nhiệm vụ thôi. Anh em có muốn đẩy nhanh tốc độ thì cũng không được anh em ạ. Đấy, nó phải lần lượt. Trừ khi là anh em nạp nhiều tiền thì anh em có thể là giải quyết nó nhanh gọn thôi anh em ạ. Tiếp tục là đi đại hải trình thôi anh em ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào mình quay vé nha anh em nhé. Đã tích được 20 vé rồi, 10 vé đầu tiên. Rồi ok anh em ơi, như vậy là có tướng 5 sao rồi. Có tướng 5 sao rồi, con gì đây? Con gì đây? Chopper này, Chopper 4 sao này. Con gì đây anh em ơi? Hy vọng là một con gì đó nó ngon ngon. Nào ra. Rồi anh em ơi, như vậy là Wado Brock anh em ơi. 10 vé đầu tiên là ra Wado Brock rồi. Khá là buồn luôn. 10 vé tiếp theo nào. Rồi 10 vé tiếp theo, như vậy là không có tướng 5 sao, như vậy là vẫn như vậy thì mình là kiếm được một con nữa là gần đủ ấy rồi đấy anh em ạ, đủ gần đủ phút nâng Zoro lên 7 sao rồi, có thể tiết kiệm lại được con tướng là Chopper rồi anh em ơi. Đấy anh em có thể thấy là khả năng là tiết kiệm được Chopper rồi. Đấy, mình 2, 4, 6 là đủ phút là đủ nâng Chopper lên 6 sao nha anh em nhé. Mình xin lỗi là nâng Chopper lên 5 sao này. Đấy, đủ phút nâng Chopper lên 5 sao rồi. Bây giờ thì sẽ nâng, có quyết định nâng Wano Zoro không đây? Đấy, theo anh em có nên nâng không nhỉ? Đấy, nếu nâng Wano Zoro thì lại phải thay một con khác. Đấy, Usopp là thay thế vị trí khác, mà hiện nay là nếu thế Usopp thì chỉ có thế vị trí của con tướng Moria thôi. Đấy, nên là vẫn đang hơi đang phân vân anh em ạ. Đấy, nâng Wano Zoro lên thì nó sẽ tăng lên 7 sao và sẽ nhận được cái phần quà. Đấy, 7 sao, nâng tướng 7 sao anh em nhé. Đấy, mở tướng 5 sao. Vừa rồi là ra một con Crocodile nữa anh em ạ. Ngày hôm nay thì Crocodile với cả ấy độ rồi anh em ạ. Crocodile và Moria độ. Kể cả bên server Âu mình quay cũng thế, bên server Âu mình cũng đang cày lại một con ác với được mười mấy ngày, cũng 12 ngày thì phải. Cũng đang chơi một cái server 311 anh em ạ. 311 được mười mấy ngày. Đang chơi cùng một bạn VIP của Việt Nam, bạn ấy xác định là cũng sẽ đua top server anh em ạ. Đấy, bên server đó thì cũng đang đua top khá là căng. Đấy, các người chơi VIP 7, VIP 8 thì cũng được 4-5 bạn. Đấy, đang đua top khá là căng. Và bây giờ chỉ chờ đến khi mà nó ra những cái con tướng UR mà tức là khi nó cập nhật cái sự kiện là chiêu mộ tướng UR là các bạn ấy sẽ xả và các bạn ấy sẽ đua top với những cái con tướng UR luôn. Và mình sẽ nhờ bạn ấy để review về các con tướng mới anh em ạ. Đấy thì bên server Âu thì đã ra con tướng Silver Rainian, Young Rainian. Đấy, Young Rainian thì theo thứ tự thì nó đang đảo lộn, thì mình nghĩ là các tuần tiếp theo nó sẽ vẫn là ra một con tướng UR của thuộc hệ Thất Vũ Hải thôi, và mình đang đoán là sẽ ra con tướng là Caesar Crow. Đấy là con tướng Caesar thì có thể là sẽ như vậy, chứ nó nếu mà nó nhảy luôn lên tướng truyền kỳ thì sẽ rất có thể là tướng truyền kỳ thì sẽ ra là Goldie Roger lúc trẻ. Đấy, bởi vì Goldie Roger thì đã xuất hiện cùng với Young Rainian lúc trẻ rồi, khi đánh nhau gặp cái băng của dâu trắng, nên là rất có thể là sẽ ra cái con Goldie Roger. Đấy thì không biết là tới này sẽ như nào, nhưng quan trọng là theo mình nghĩ là nó sẽ ra con tướng thuộc hệ Thất Vũ Hải trước đã. Đấy, tiếp tục là có hai xu lại cứ phải quay, có tí tài nguyên nào là cứ phải quay luôn anh em ạ, quay luôn để kiếm tài nguyên luôn, xem là có được cái gì hay không. Tiếp tục bây giờ mình sẽ vào khiêu chiến mấy cái con boss này nhá. Đầu tiên là con boss đầu rốc, bờ rốc đầu tiên này. Như vậy là chén được nó rồi. Một vé và 100 kim cương này, 80 đá này. Tiếp tục là đến lượt con tướng tiếp theo, dâu trắng này. Rồi, chén được dâu trắng rồi anh em ơi. Tiếp theo là Ivankov, mình được chiến 72.000, nó được chiến 86.000. Được ăn được không? Rồi, như vậy anh em ơi, là ăn được rồi. Ngày thứ 3 là ăn hết được cả ba con boss khiêu chiến rồi. Như vậy là khá là ok rồi. Lực chiến thì tạm thời hiện nay là đang dừng 72.000 anh em nhé. Đấy, phần quà thì khá là cùi luôn. Các quét anh em có thể thấy là toàn quét 3 với cả quét 4 thôi, mà quét thì rất là cùi. 4 vé khiêu chiến này rồi kết hợp là lại cái 60 kim cương nữa, toàn quét cùi thôi. Đây là cái phần quà của 7 ngày. Đấy, sự kiện là anh em tích và anh em tích treo máy đăng nhập này, và kết hợp là anh em khi anh em khiêu chiến nhanh thì sẽ có là tích được bia. Đấy, bây giờ là mình sẽ mua thêm và mình sẽ quay tiếp. Rồi, như vậy anh em ơi, 10 vé lại không được cái gì và được mỗi Sanji 4 sao thôi. Khá là đen. Như vậy là ngày thứ 3 của mình như này là khá là đen anh em ạ.
Rồi bây giờ mình sẽ quyết định đấy, nâng con tướng là Wano Zoro lên 7 sao anh em nhé. Rồi up em nó lên 7 sao thôi để cho hoàn thành cái nhiệm vụ ngày hôm nay. Đấy, như vậy là đang thiếu một con và cuối cùng thì vẫn phải đưa một em nữa vào thôi. Đội hình hiện nay thì anh em có thể thấy là mới được Wano Zoro là 7 sao và Kuza là 6 sao, là hai con tướng là có thể tạm chấp nhận được, chơi được. Nếu còn lại những con khác thì khá là cùi luôn. Bây giờ thì mình muốn mình vào mình đổi đấy, ở bên hệ Thất Vũ Hải để xem có ra con tướng nào ngon hơn cái con tướng hai con tướng này hay không nhá. Nào, rồi. Như vậy là nhà phát hành chơi mình rồi, bắt buộc mình là phải chơi một trong hai con Moria hoặc là con tướng là Crocodile này rồi. Khô máu với nó phát đã. Nào bây giờ khô máu với nó phát đã. Đi ra mua vé và quay vào khô máu lại xem nào. Nào đổi. Ôi trời anh em ơi. Đấy. Bắt buộc là Moria hoặc Crocodile rồi, không có sự lựa chọn nào khác, một trong hai thôi. Rồi. Thôi thế thì đã chơi như thế thì mình sẽ không theo không nói nhá. Hay là chơi Vista nhỉ anh em nhỉ? Theo anh em nên chơi Vista hay là chơi Moria nhỉ? Đấy, hiện nay Moria này nó đang ở trong cái chiến đội. Đấy. Thay rồi, như vậy thôi, mình quyết định là mình chơi Vista anh em nhé. Đấy, Vista thì nó nhìn trông nó còn khá hơn là con tướng Moria, mặc dù là nó chỉ có 3 bộ kỹ năng thôi, nhưng mà thôi chơi tạm được, đưa vào chơi tạm được anh em ạ. Bây giờ up never và nâng cho nó một chút đã. Đấy, đá thì chưa có gì, bao giờ phải 8 ngày cơ, mở cái sự kiện là đấu xếp hạng cơ. Đấy thì lúc đấy mới có cơ hội để kiếm những cái đồ ngon được. Nhưng mà đối với VIP 0 thì và VIP 1 thì cũng khá là khó để neo xếp hạng cao. Đấy, để kiếm những cái ngon hơn được anh em ạ. Rồi bây giờ cứ nâng tạm các con tướng thôi, những cái gì mình đang có thôi anh em ơi. Đấy, nâng Wano Zoro lên 7 sao là có phần quà rồi nhá. Có phần quà dương trang bị rồi. Bây giờ thì sẽ tăng được thêm khá là nhiều được chiến đấy. Rồi hai trang bị này bây giờ mình sẽ vào mình trang bị cho Wano Zoro nhá. Được 3 trang bị 4 sao. Đấy, vàng luôn. Ok, tiếp tục còn cái nào thì sẽ đẩy sang cho Kuzan. Đấy, Kuzan hiện nay đang có một trang bị đỏ 2 sao của Kuzan. Đấy, rất là ngon luôn. Của đúng Kuzan luôn nên mình sẽ up luôn cho Kuzan, chứ không bình thường nếu mà hệ khác thì mình sẽ up cho con tướng là Wano Zoro anh em nhá. Đấy, lực chiến thì đã lên 81.000 rồi anh em ơi. Đấy, tăng được ngày thứ ba là tăng được lên được chiến lên 81.000 rồi và tiếp tục neo tháp. Đấy, thí luyện vô tận thì hiện nay lên được đến ải 22 rồi, cứ để cho nó treo máy thôi, treo máy tự chạy thôi. Đấy, và bây giờ tiếp tục đi đại hải trình của mùa thứ hai, của ngày thứ hai anh em nhé. Đây, đối với phần quà này thì ưu tiên là mua đá tiến cấp anh em nhé. Nếu mà tại vì mình không có đủ kim cương nên là không thể mua được cái 1.000 đá tiên cấp, chứ không là sẽ mua cái 1.000 đá tiên cấp anh em nhé. Rồi anh em ơi, bây giờ sẽ tổng kết cái cuối ngày của thứ ba của bên server chung nhá. Đấy, nhưng mà anh em thì để ý này, đấy, con Kuzan của mình thấy chưa? Con Kuzan này là nạp mấy triệu vào thì mới được cái hiệu ứng gọi là biến hình như thế này anh em nhá. Đấy, anh em có thể thấy là lúc tàng hình rồi lúc ấy ở đây nó đang con Kuzan này là mình nạp mấy triệu vào ăn trái ác quỷ của trái ác quỷ tàng hình đấy, của cái con tướng là hộ cáo hồ ly của bên Absalon. Đầu tiên là Absalon nhá, sau đó là bây giờ là đang thuộc về cái con tướng của đội trưởng của băng dâu đen. Anh em thấy rất là ngầu đúng chưa? Nạp mấy triệu thì mới được cái tạo hình đấy đấy. Đấy, và bên server chung thì đã chiều nay thì là cập nhật con tướng Siki rồi. Đấy. Bây giờ thì cùng đi tổng kết cái cuối ngày thứ ba với mình anh em nhé. Đấy, bây giờ thì nó đang mở cái pháo đài chiến nên là vào thả cái pháo đài chiến tí anh em ạ, tham gia cùng với anh em tí. Tham gia cùng thì mới có được nhận quà anh em ạ, còn không dân tham gia thì không được nhận quà đâu. Đấy, đây nhiệm vụ, các nhiệm vụ trong ngày thì cơ bản là mình hoàn thành hết các nhiệm vụ ngày rồi. Bây giờ đi tổng kết đấy, nó đang bị lag anh em ạ. Anh em có thể thấy là vào trong cái map mà vẫn còn bị lag như này. Đấy, như ở bên server Việt Nam, bên server Trung và bên server Âu. Cái con game này thật ra nó vẫn còn rất là nhiều lỗi anh em, đặc biệt là cái lỗi kết nối mạng nên là nó dẫn đến cái đồ họa và hình ảnh của nó là nó khá là thỉnh thoảng là nó lỗi, nó vấp rất là nhiều. Đấy, nó nhòe màn hình rồi nó mạch. Cái con Kuzan này của mình hiện nay thì nói vui anh em thế thôi, nhưng thật ra là nó đang bị lỗi hình ảnh đấy anh em, lỗi hiển thị đấy, chứ không phải là làm mấy triệu đâu. Anh em nào không biết thì lại bảo là ôi anh nạp kiểu gì mà làm mấy triệu được cái tạo hình con Kuzan nó nét thế này đúng không, ăn trái ác quỷ tàng hình này cứ biến đi biến lại này, quá nét và quá ngon luôn.
Đây bây giờ về chiến đội, mở ra được cái chiến đội tiếp theo. Đấy, nhưng mà hiện nay chưa có tướng để nhét vào nha anh em nhé. Đấy, chưa có tướng để nhét vào cái chiến đội nên là vẫn chưa làm gì đâu. Đây về đội hình hiện nay của mình nhá, thì Wano Zoro này 7 sao level 110, Kuzan là 6 sao level 100, Enen 5 sao level 80, Chopper level 58 và con tướng Vista là level 50 anh em nhé. Đấy mình sẽ xem Chopper có nâng được nữa không. Đây Chopper nâng được rồi, như vậy là Chopper nên được level 60 và Vista thì hết này hết kinh nghiệm rồi, để đấy để sang ngày thứ tư xem có gì không. Hiện nay trong dương thì còn một Moria và hai con tướng Crocodile luôn, khá là nghèo nàn luôn so với bên server Việt Nam. Ngày thứ hai thì khá là nghèo nàn luôn anh em ạ. Ngày hai bên server Việt Nam thì quá là ngon rồi, đã ngon hơn bên server chung rồi, hơn một con tướng 6 sao rồi. Đấy, hai đam và một 6 sao rồi. Đấy, còn đây là Chopper. Đấy, hiện nay là đủ nâng được lên đến tiếp theo, nâng tiến cấp tiếp theo, nhưng thôi mình tiết kiệm để mình nâng Kuzan, ưu tiên Kuzan trước. Đấy, lực chiến hiện nay là 85.544 anh em nhé. Về chiến hạm hiện nay thì đang level 47 và ở bậc 4, level 47 và ở bậc 4 anh em nhé. Tiếp tục là cùng đi check các cái nhiệm vụ khác. Đây về Impel Down, thí luyện vô tận thì mình leo đến level 28, như vậy là bằng ngày 2 của bên server Việt Nam thôi. Đấy, về Impel Down thì hiện nay là mới dừng lại ở level 49 anh em ơi. Level 49 như vậy là thấp hơn ở về ngày 2 bên server Việt Nam. Bên server Việt Nam thì ngày 2 là mình dừng lại ở cái mốc là 50 hay 60 được cơ. Đấy, nó cũng một phần là bởi vì là VIP công và tài nguyên nó khá là thấp anh em ạ. Đấy, nhận các phần quà đấy, tiết kiệm tí kim cương. Kim cương còn có 1.676 thôi anh em ơi. Đấy, rất là ít kim cương luôn. Đấy, map nó vẫn nỗi hiển thị, nỗi hình ảnh. Anh em có thể thấy là Kuzan cứ biến đi, biến hình rất là watch slack luôn. Đấy, các con boss của ngày đăng nhập ngày 3, thực hiện nhiệm vụ ngày 3 thì mình hoàn thành nhiệm vụ, mình tiêu diệt hết rồi nhá anh em nhá. Đấy, cũng như ngày 2 của bên server Việt Nam thì đã đủ lực chiến để tiêu diệt hết các con boss đó. Về xếp hạng lực chiến thì hiện nay là đang đứng thứ 61. Đấy, 85.000. Đấy, về xếp hạng chiêu mộ thì đang đứng thứ 38 anh em nhá. Và cuối ngày hôm nay là sẽ kết thúc rồi, nên là từ giờ đến 11 giờ đêm là cố gắng là vào để đua top đốt, chứ không là mất cái phần quà này là rất là tiếc luôn anh em ạ. Nếu mà bị out top từ 38 xuống đến dưới 51, cái dưới 50 là bắt đầu từ 51 trở đi, cái là vừa mất một con tướng 5 sao mà đặc biệt là mất hai cái dương quà là rất là phí luôn anh em ạ. Đấy, mới với nông dân VIP không và cái giai đoạn đầu thì cái dương quà này thì rất là ngon luôn, rất dễ bị out top luôn. Nên là do vậy là phải tranh thủ thời gian đấy, vào để giữ được cái top trong top 50 này. Đấy thì ở video này thì là tổng kết ngày 3 cũng như là cái quá trình mình cày ngày 3 ở bên server chung. Đối với series là bao giờ có tướng UR cũng gần như là series cày chay thôi anh em ạ. Nhưng chẳng qua là mình sẽ làm đến khi nào có tướng UR thôi. Đấy, để là chắc nó cũng sẽ dài như cô dâu 8 tuổi anh em ạ. Nên là anh xem nào mà thích xem cô dâu 8 tuổi thì chắc là quen rồi đúng không? Rồi, xin chào anh em nhé.